Dừng lại. Bố đã rửa sạch thịt bằng cái này chưa? Thịt lợn sạch, rửa qua nước trắng là được. Ôi giời ơi, thời buổi này thì không tin được bố con thằng nào đâu. Ai bán thịt thì chả bảo thịt sạch, nhưng mà sạch hay không thì bố cũng phải dùng cái này nhá. Đây là máy làm sạch thực phẩm mini Sisa XP60W, gồm có một máy, một đế sạc không dây. Sử dụng thì đơn giản lắm. Bố cho thịt vào nước, sau đó là đặt máy Sisa vào. Đối với thịt hay là ngao thì cần phải làm sạch trong vòng 15 phút. Dưới tác dụng của công nghệ ion Hiroshi thì các chất bẩn, vi khuẩn sẽ được loại bỏ. Đấy, máy sủi bọt khí như thế này là đang có tác dụng đấy bố nhá. Nhà ai mà đang nuôi em bé có bình sữa bẩn hay là rau củ quả muốn làm sạch thì chuẩn bài luôn. Đối với rau củ thì thời gian ngắn hơn một xíu, 10 phút thôi. Và nếu bọt sủi ít như thế này thì rau củ cũng không quá bẩn. Còn thịt của bố đây này, bọt đen ngòm thế này là rất bẩn nhá. Thế mà mấy bà bán thịt bảo với bố là sạch đây á. Xã hội giờ thì không tin được ai đâu. Đấy, giờ thì bố có thể thoải mái mà nấu ăn mà cực kỳ an toàn luôn. Thực sự thì nhà ai cũng nên có một cái để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Tốt thì tốt thật đấy, nhưng mà không có màu hồng, trừ bộ điểm. Tổng kết sản phẩm 9 trên 10 nhá. Ui giời ơi, cái gì thế này? Mình không thể ngờ đây là lượng bụi mịn và tóc mà em robot nhà mình hút được trong vòng 2 ngày đấy. Kinh thực sự. Và đây là em nó nhá. Robot hút bụi lau nhà và tự đổ rác D-Bot T10. Ở phòng em trai mình thì có một cái rồi, nhưng mình vẫn muốn mua thêm em này bởi vì bố mẹ mình lớn tuổi rồi ấy. Thực sự là bố mẹ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì suốt ngày phải lau dọn nhà cửa. Ngoài tính năng cơ bản của một em robot thông thường thì em này còn có quá nhiều tính năng mới. Thậm chí nó còn thông minh hơn gấp 16 lần nhờ công nghệ AIV 3.0, giúp robot xây dựng được bản đồ và di chuyển hút bụi thông minh, hạn chế gần như hoàn hảo va chạm với các chướng ngại vật. Và đặc biệt em này tự quay đầu khi gặp nguy hiểm, có thể điều khiển bằng giọng nói là cực kỳ dễ dàng. Với lực hút lên tới 3000 Pascal thì những bụi bẩn nhẹ hay nặng đều bị hút bay, và dù là bụi khô hay là ướt đều rất sạch sẽ nhé. Dung lượng pin lên tới tận 5200 mAh cho khả năng làm việc tối đa gần 3 tiếng. Dọn dẹp xong là em này tự về nhà đổ rác. Và đây là lượng bụi bẩn mà các bạn thấy ở đầu clip này. Kinh thực sự ấy. Nói chung em đi bút T10 lại rất xứng đáng là một người bạn chăm sóc sức khỏe của cha mẹ. Tổng kết sản phẩm 4,9 sao nhá. Bạn đã thấy anh Long test khoa học chưa? Thứ nhất là nó rẻ, đã rẻ lại còn không dây. Máy đắt. Ủa? Gì đó? Câu trước vừa mới bảo rẻ, câu sau lại bảo đắt ngay được ạ. Mình thì mình thấy là có một chút khoa học rồi đấy, nhưng mà review như vậy thì lại phải kiểm chứng thôi. Gần 30 năm chỉ rửa mặt bằng tay thì mình chắc chắn không thể tin rửa mặt bằng cái máy con này mà lại sạch được á. Đây là máy rửa mặt không dây Flatdema. Trên thị trường thì gần như là toàn máy sạc bằng dây, còn con này lại là không dây, cộng một điểm luôn. Ui giời ơi, mấy cái đầu gai của cái máy này mềm thật sự mọi người ạ. Vì được làm từ silicon thực phẩm nên rất là an toàn luôn. Máy gồm 5 mức độ rung khác nhau, tốc độ rung thì cực kỳ mạnh luôn. Thấy không ạ? Nhìn nó bò thế kia là hiểu rồi nhá. Giờ thì mình thử thôi. Ui giời ơi mọi người ơi, phê thật sự mọi người ạ. Máy rung mạnh giúp đánh bật những vết bẩn ở lỗ chân lông, sẽ giúp mặt được sạch và sáng hơn đấy. Kháng nước thì IPX6 nên bơi là thoải mái nhá. Sạc đầy pin có thể dùng tối đa tận 5 tháng, lại còn một đổi một trong vòng 30 ngày nữa. Tóm lại sản phẩm nhỏ gọn, giá rẻ, lại còn chính hãng thì tội gì không dùng. Nếu muốn tham khảo thích chăm sóc của mình nhá. Gia đình mình đi du lịch như thế nào? Bố, bố làm gì đấy? Mang cái này đi du lịch. Dùng cái này quen rồi. Ui giời ơi, đây là cái máy tăm nước gia đình thì dùng ở nhà thôi. To như thế này mang đi bất tiện lắm. Đi du lịch mang cái này này. Đây là máy tăm nước du lịch siêu nhỏ, bố xem nhỏ hơn cả bàn tay của con cơ, mà nó thiết kế hay lắm luôn nhá. Đây này, từ một chiếc máy nhỏ xíu lắp xong thì thành một cái máy khá là to luôn. Một máy này thì gồm 5 đầu tăm nước, một bộ sạc, một túi đựng cao cấp nhá. Ống hút thì được thiết kế bằng inox 304 một cách rất thông minh và gọn gàng nữa. Thấy không ạ? Mà dung tích bình lớn lên tới 300 ml cơ. Độ lớn thì mắc nhất thị trường luôn đấy. Tuy máy nhỏ nhưng lực bắn thì không hề yếu đâu. Thấy chưa? Khỏe và rất xa luôn. Nhưng điểm đặc biệt thì không chỉ vậy đâu nhá. Đây là tăm nước đầu tiên và duy nhất trên thị trường có khả năng diệt khuẩn nước bằng đèn UV đấy. Như thế này thì quá an toàn cho răng miệng rồi nhá. Kháng nước thì IPX7, kem bảo hành đổi mới mà không phải sửa chữa. Dùng thoải mái đi bố ơi. Tại vì nó có màu hồng nên hôm nay mình mệt nên không chấm điểm nhá. Tóm lại sản phẩm nhỏ gọn, tiện lợi, an toàn. Muốn mua thì tham khảo TikTok shop của mình nhá. Hôm nay anh xin một lần say, còn lâu ghê anh em mới gặp. Hôm nay ta phải chơi từ bên. Wow, hay thế nhở? Mà hay như thế này thì kiểm chứng thôi. Đây là quạt đeo cổ mini, quan trọng hơn cả là nó có màu hồng các bạn ạ. Đẹp thực sự ấy. Thời tiết dạo này nóng như thế này mà tặng mẹ cái quạt đeo cổ thì chắc mẹ thích lắm ấy. Với gần 30.000 lượt mua, trung bình đánh giá là 4,8 sao, hy vọng là tốt nhá. Hai bên là hai cái quạt nhỏ, lỗ thông gió và 3 mức quạt. Đeo thử xem nào. Uầy, mát không? Mát. Nhưng cái quạt nó mát. Còn bây giờ sẽ thử quạt nhá. Thực sự là mình không thể tin nổi là mình đã bật đến tận cả mức mạnh nhất rồi, nhưng mà gió không đủ làm bay mấy cái tờ giấy này được. Gió rất yếu, gần như là không cảm nhận được mát, mà quạt khi quay thì cực kỳ ồn luôn. Xem lại thì mình mới phát hiện ra là gần 30.000 đơn mà có vài lượt đánh giá, chắc chắn là búp đơn ảo rồi. Đúng là lừa người mà. Ai có ý định mua thì cân nhắc nhá. Còn mình thì ui giời ơi, có cái xe cũng không trèo lên được. Đây này,
Thằng Cường Diamond lại lên nhà mình đòi đi chơi mọi người ạ. Đã bận thì chớ, lại phải đưa nó đi chơi. Mà số nó đen kiểu gì ấy, cứ đi với nó kiểu gì cũng gặp chuyện. Hôm nay xe lại hỏng, hai anh em phải dắt bộ về đấy. Mà kiểu gì thì kiểu cũng phải đưa nó đi chơi. Thôi thì những lúc bận rộn thế này thì cứ đặt GoRide cho nó tiện. Đấy, đặt chưa đến 5 phút mà đã thấy anh tài xế đón mình rồi. Mà mấy anh tài xế này giỏi thật, đi đâu đường nào cũng dành hết ấy. Mình đi hẳn mười mấy cây mà rẻ lắm ấy. Đặc biệt là những ai mới đăng ký thì 5 chuyến đầu đều giảm giá chỉ còn đúng một nửa. Cứ trả bằng Momo hay là Visa đều rất là tiện. Mà nhớ là đeo khẩu trang khi ngồi xe để đảm bảo 5K nhá. Hôm nay thì mình sẽ đưa nó về trường đại học cũ của mình. Nhưng mà chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi hai anh em mình vừa qua cổng thì bị bảo vệ đuổi về vì tội nhuộm tóc. Mà mình không hiểu sao giờ còn đánh giá con người qua màu tóc thì chịu luôn ấy. Cấm cổng chính thì anh em tôi lại đi cổng phụ. Và để cho chắc cốp, mình sẽ đội luôn cái mũ bảo hiểm cho đỡ bị kỳ thị. Giới thiệu với mọi người, đây là ngôi trường mà mình theo học 4 năm, xịn sò cực luôn. Nhưng mà lạ cái là giữa ngôi trường lại có một cái đền thờ, đi qua là cứ phải lạy một cái cho nó may mắn. Đưa nó đi về trường xong, chút lại phải đưa nó đi xem phim, rồi lại phố đi bộ chơi. Bật thực sự ấy, may mà có GoRide, không thì không biết phải làm sao nữa. Giờ thì mình sẽ cho nó thưởng thức ẩm thực số 1 đại học công nghiệp là mì tôm trứng lộn. Trông bát mì ngon cực kỳ luôn ấy, cho đến khi... Kiểu gì? Mà cái mép vẫn y xì nguyên này. Rồi. Còn chưa bóc tấm màn bảo vệ. Chưa bóc cái màn bảo vệ ra thì nó chảy y xì nguyên. Cười thì hay đấy, nhưng mà quên dùng não hả bạn. Người ta review cường lực Baiko, đi bóc vốt bằng cường lực kinh công ạ. Thích kinh công chứ gì? Được thôi, thích thì chiều. Đây là cường lực kinh công, có đủ từ iPhone 6 đến iPhone 13 Pro Max nhá. Mình sẽ bóc lớp bảo vệ ra cho một vài người đỡ soi mói. Dù cường lực bình thường thì rất hay bị vỡ ở vị trí mép, nhưng kinh công thì chặt thủng cái lót nước, phần mép vẫn y xì nguyên nhá. Không những vậy, cho dù bạn có chặt mạnh vào mép bàn, đến nỗi mép bàn bị chảy ra như thế này thì vẫn nguyên y xì. Nhưng mà như vậy có lẽ chưa đủ đô. Giờ mình sẽ thay bằng cường lực kinh công, và đương nhiên vì được phủ một lớp nano trên kính nên cứ gọi là mướt mượt khi gặp nước. Cường lực cứng thôi là chưa đủ, mà còn phải biết bảo vệ màn hình khi rơi vỡ. Và xem đây này. Thấy không ạ? Vẫn ngon lành mọi người nhá. Nói chung, kinh công vẫn bá đạo như cái tên của nó. Tổng sản phẩm 4,9 sao nhá. Tóm lại, đa dạng, siêu bền, lại còn rẻ nữa thì tội gì không dùng. Nếu muốn thì tham khảo ngay TikTok shop của mình nhá. Xin một lần say, còn lâu ghê anh em mới gặp. Hôm nay ta phải chơi từ bên. Cái gì? Cái đèn bé tí như thế mà lại sáng vậy á? Ảo thật đấy. Mà ảo như thế này thì lại phải kiểm chứng thôi. Đây là đèn mini siêu sáng, kích cỡ chỉ ngang một chiếc đồng hồ, có móc treo và mở nắp chai rất tiện lợi. Nó còn là một chiếc đèn siêu nhỏ nhưng cực kỳ sáng. Hai bên là công tắc và sạc pin, đằng sau là nam châm nên bạn có thể gắn ở bất kỳ đâu. Thấy không ạ? Nó thực sự là rất sáng luôn. So với đèn flash điện thoại thì sao ạ? Phải gọi bằng cụ vì ánh sáng của nó cứ gọi là một trời một vực. Cái này mà đi đêm soi ma thì ma chỉ có sợ đến nỗi phải đầu thai kiếp khác thôi. Cái này thì mẹ mình rất hay dùng để soi và kiểm tra gà qué vào ban đêm. Hứng thú thì lại bật SOS cho bọn gà quẩy. Còn bố mình thì cũng hay hỏng xe phải sửa đêm lắm ấy. Có em đèn này là gắn vào đâu cũng cực kỳ sáng và tiện lợi. Nếu các bạn còn đang đắn đo về pin thì khỏi cần lo nhá. Đây này, test đến tận 1 tiếng 40 phút mà vẫn không hết pin, bực thật đấy. Nhưng mà vẫn không có màu hồng. Tới có sản phẩm 4,9 sao nhá. Tóm lại, nhỏ gọn, tiện lợi mà lại còn cực kỳ sáng. Nếu muốn sản phẩm đúng như review thì tham khảo ngay TikTok shop của mình nhá. Lần đầu tiên phá điện thoại của mẹ sẽ như thế nào? Khi là mẹ mình và chiếc 13 Pro mình mới mua cho mẹ hôm trước. Này thì không cho con nhuộm tóc hồng này, đang lướt top top cái gì cũng rơi luôn. Ngồi nghe điện thoại á cũng rơi nốt. Nhưng mà lạ lắm mọi người ạ. Mình phá như vậy mà điện thoại vẫn không sao này, chỉ hơi xước ốp một chút. Bạn nào mà đang không hiểu vì sao thì tất cả là nhờ chiếc ốp này nhé. Đây là ốp lưng Otterbox, thương hiệu ốp lưng số 1 của Mỹ, cực kỳ bền theo đúng tiêu chuẩn độ bền quân đội Hoa Kỳ, và là dòng ốp hiếm hoi được nhà táo bày bán tại store và website chính thức. Có rất nhiều dòng ốp phù hợp với các tiêu chuẩn khác nhau. Không những vậy, màu sắc cũng cực kỳ đa dạng, và có hẳn chiếc ốp màu hồng thiết kế dành riêng cho mình đây. Lốp test thì cứ gọi là thoải mái luôn. Và thử thách cuối cùng nhé. Hàng ngon, nhìn đi chứ. Bất tử. Vừa ngon mà rẻ như vậy thì tại sao phải dùng mấy loại ốp không tên tuổi ngoài thị trường nhỉ? Tổng quát sản phẩm 5 sao nhá. Tức thật mọi người ạ, nhuộm có tí tóc mà đi đâu cũng bị gọi là ông. Mặt mình thì làm gì có già lắm đâu, đúng không? Chuyện hôm qua, mẹ có nhờ mình đi mua đồ. Mẹ mình lớn tuổi rồi, trí nhớ hay quên lắm. Đặc biệt là cái chuyện cho mình nhuộm tóc hồng. Rõ ràng là đã đồng ý rồi, mà cứ quên thôi. Mà lẽ ra là chuyện đi mua đồ sẽ cực kỳ đơn giản, cho đến khi gặp cái bạn bán hàng này. Ông ơi gì ạ?
gọi là ông là tính không mua rồi đấy. Mà không mua thì về kiểu gì cũng không xong với mẹ mình. Nhưng mà may sao, bạn nhân viên này khá là nhiệt tình, tư vấn cho mẹ mình sản phẩm Gingo and Brami, giúp cải thiện trí nhớ, giảm đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đúng là cái mẹ mình cần. Mà mua bên FPT Long Châu thì quá là yên tâm rồi. Thanh toán xong lại còn có cả bill và túi FPT Long Châu rất là đẹp để mang về. Phải mang về cho mẹ uống liền mới được. Đấy, mẹ uống xong rồi mẹ đã nhớ là mẹ cho con nhuộm tóc hồng chưa? Ừ, nhớ rồi đấy. Nhuộm tóc hồng này.